Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rất vui gặp lại quý vị vào những khung giờ rất là quen thuộc. Ngày hôm nay hy vọng rằng với hai cặp đôi họ sẽ đồng ý nhấn nút hẹn hò để tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chương trình được tài trợ chính bởi nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ như thường lệ đến với hai cặp đôi. Và bây giờ là cặp đôi đầu tiên. Xin mời Hạ Màn. Chờ em thích ở nhà làm vợ thì sao anh? Thì cho đi lớn, đi giữ bò. Hả? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Châu Thị Tháo, hiện tại em là nhân viên thiết kế. Em đến từ Bình Định, em hiện đang sinh sống tại quận 9 ạ. Rồi, năm nay em bao nhiêu tuổi? Hiện tại em tròn 25 tuổi. 25 tuổi. Dạ. Rồi, mời bạn nam. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh, em chào chị Cát Tường và mọi người có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Em tên là Trần Minh Hải, em đến từ Quảng Nam. Năm nay em 29 tuổi, hiện tại em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn làm nghề gì bạn? Dạ, hiện tại em làm công nhân sản xuất ở khu công nghệ cao quận 9. Bây giờ mình sẽ chia sẻ một chút xíu lý lịch về tình trường của mình. Mời bạn gái. Nói thật là chưa trải qua mối tình nào, chỉ có mối tình đơn phương là kéo dài 3 năm. Trời ơi, yêu ai mà yêu 3 năm dữ vậy em? Rồi người ta có biết mình yêu người ta không? Không, em có khi không nào có nói. Em tỏ tình hay là em gửi cái gì cho người ta biết không? Em cũng có bật đèn đỏ vài lần nhưng mà bạn... Ta bật đèn xanh với ai bật đèn đỏ? Bật đèn đỏ thì người ta đứng lại đúng rồi. Trời ơi. Em bật đèn xanh mà bạn đó nói chung là cũng kiểu quan tâm em, cũng lo lắng cho em nhưng mà kiểu như là chỉ là bạn bè thôi chị. Còn chàng trai bên này thế nào? Dạ, em có trải qua một mối tình cách đây cũng lâu rồi. Bao nhiêu lâu? Dạ, cũng gần 4 năm. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, nói chung bạn gái là cũng cao một trên 1,5 m là được rồi. Còn tính tình thì nói chung là biết tôn trọng người lớn tuổi và nói chung là dễ hòa đồng vậy. Cái đó dễ mà. Dạ. Người phụ nữ nào cũng có điều đó hết. Đơn giản quá ha. Ừ, quá đơn giản. Rồi bạn gái mình muốn tìm người bạn trai như thế nào? Phải tính tình, phải điềm đạm, mà hiếu chuyện. Lúc nào cần nói gì đó thì hãy nói. Đừng có kiểu như là... Nói chung là nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Dạ. Lẻo, tám. Dạ. Em có không em trai? Dạ, hầu như không. Rồi. Không có không? Bây giờ thôi thấy không khí buồn quá em hát bài. Dạ thôi chắc em hát tặng một người vợ tương lai, em không biết có được hay không, nhưng mà bài hát mang tên Vợ Tôi. Vợ một tôi. Đoạn. Dạ. Hát lớn cho bên kia nghe kìa, hát vọng qua kia kìa. Quay 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 qua bên kia. Tôi thương vợ tôi nghĩa tình trước sau vuông tròn. Tôi thương vợ tôi tính tình ngay thẳng hiền ngoan. Tôi thương vợ tôi không lúa là xa hoa gấm nhung. Tôi thương vợ tôi biết yêu chồng thương con hết lòng. Gian nan ngày đêm sớm chiều nắng mưa dày dầu. Không mơ giàu sang không đùa đòi xe lớn nhà cao. Khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung manh lưới tre. Qua bao nhiêu năm dẫu có nghèo nhưng tình càng sâu. Ngọt rồi, vậy là ngọt ngào lắm rồi. Em cảm nhận giọng hát của ảnh như thế nào? Em nói chuyện với ảnh đi. Ảnh đang hát cho em nghe qua cái bức màn đó, em nói chuyện với ảnh đi. Nghe thấy giọng hát của anh thì cũng ngọt. Mà sao? Nghe hơi buồn. Hơi buồn. Hey, em có cái gì vui hơn tặng ảnh không? Dạ không đâu chị, em mà hát là khán giả xách dép đi về hết đó chị. Vậy hả? Dạ. Ê, để qua anh coi bên kia thế nào. Bên đây hiền khô rồi em ơi. Ê, chào em gái. Dạ em chào. Dễ thương quá. Em không thích tật xấu gì của người bạn đời mình? À, để em cỡ luôn. Ừ, kể luôn đi. Nhiều lắm. Kể một loạt luôn cho anh nghe coi. Trước tiên là không biết nhậu nhưng mà không phải là nhậu nhẹt theo kiểu mà bét nhẹ nằm bệt ở ngoài đường em tự lái kéo sát về là em có chịu. Lên bờ xuống ruộng đó. Dạ. Hút thuốc em không thích hút thuốc. Không thích mấy anh mà có cái tật là lười biếng mà ở dưới. Rồi, còn gì nữa? Để em nhớ đã. Chỉ nhớ bỏ quên à. Ừ, nhớ đi nha, hồi nhắc ảnh nha. Nhiều đó thôi cũng mệt rồi đó. Coi dơ không? Dạ, cũng đôi khi cũng có. Cũng đôi khi có.
Em có đặt cái mẫu người lý tưởng mình như thế nào không? Thì cao trên 1m65, nhìn mặt hiền hiền với lại có nụ cười phúc hậu xíu chị. Cười phúc hậu là cười sao em? Em biết nữa, em nhìn vô em thấy nó hiền hiền là em thích à. Để tôi coi cái anh này coi. Mập mập xíu nha chị, đừng ốm quá. Mập xíu hả? Mập thì em nuôi đi, người ta mập chứ có gì đâu. Nụ cười này phúc hậu nè, có bao lúng đồng tiền luôn, đẹp lắm nha. Cao mét mấy? Dạ, 1m7. 1m7 rồi, đủ chuẩn rồi đó. Cặp này xứng đôi nè. Bây giờ lấy nhau về thì hai người định lập nghiệp ở đâu, lấy ở đâu? Dạ, nói chung chắc hiện tại là em sinh sống ở trong này thì chắc là tạm thời là ở trong này đó chị. Còn nếu về lâu về dài thì không có điều kiện ở trong này thì cũng về quê sinh sống, nếu ở quê có điều kiện hơn. Nếu về quê thì làm gì ở quê? Dạ, nhà em thì chỉ làm nông thôi anh à, trồng trọt và chăn nuôi. Đủ vợ em không làm nông, trồng trọt, chăn nuôi nổi thì sao? Dạ, em làm. Rồi vợ làm gì? Dạ, thì nấu cơm là được rồi. Làm vợ thôi hả? Dạ. Giờ em thích ở nhà làm vợ thì sao anh? Thì cho đi lớn. Thì nói dĩ nhiên. Đi lớn gì? Dạ thì... Ở quê đi lớn gì được? Dạ, nhiều thứ, đi giữ bò. Hả? Trời ơi, trời ơi, tôi về. Trời ơi. Thôi vậy đi làm chắc ăn em ơi. Đi về quê giữ bò không em? Thôi. Trời, tướng này chăn bò sang lắm em. Bây giờ mình cho hai bên gia đình gặp nhau thử coi. Em có người thân đi theo không? Nhà em ở xa quá là điều kiện cũng không cho phép, nên cũng không có người thân, chỉ có bạn em. Có bạn em cũng được. Rồi bạn em thử xem nãy giờ thấy cô bên kia đó như thế nào, có giữ bò được không? Đâu bạn em đâu. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và các vị khán giả. Em là bạn ở ngoài quê hay là em bạn là bạn thân này? Của Hải chơi từ nhỏ đến lớn cùng quê chị. Hồi xưa có chăn bò chung hả? Dạ có luôn. Chăn bò vui không em? Nhìn cái tướng chị này chăn bò được không? Chắc là không được, nhìn tiểu thư quá. Xin lỗi anh nhầm lớn rồi đó. Em gốc nhà nông lên đó anh. Việc nhà, việc nông, việc gì em cũng làm được hết á. Người em nhỏ nhỏ nhưng mà có vợ đó anh. Rồi, bạn nhận xét tiếp đi. Em thấy bạn của em là hợp với bạn Hải của em. Em ủng hộ. Bạn em có tật xấu nào nãy giờ chưa có kể ra không? Bạn em hồi nãy giờ có giống một cái là có hút thuốc nhưng mà hút ít. Uống cà phê thì hút 1-2 điếu. Một ngày khoảng 3-4 điếu vậy. Trời ơi, vậy là cũng dữ à. Được không? Ngày 3-4 điếu được không em? Sao khóc? Sao khóc? Đừng khóc em ơi. Sao vậy? Em thấy hơi... Một ngày em uống 3-4 cái thôi. Từ từ bỏ à. Được không em? Chấp nhận hả chị? Chấp nhận luôn hả? Em về em luyện sao em bỏ hết. Được rồi, cảm ơn em trai nhiều. 4 điếu cũng hơi nhiều rồi đó. Thôi bây giờ anh bỏ bớt đi, hút thuốc không có tốt đâu. Dạ em biết điều đó anh. Bạn gái bên kia yêu cầu cũng chính đáng đấy. Bạn gái em có đi với ai không? Dạ em có đi với em ruột và chú. Chào chú. Xin chào chị Cát Tường và anh Hiền Linh. Em là chú của Thảo. Thảo là con cháu trong gia đình thì nó rất là hiền, giỏi, thương ông bà nội với ba mẹ. Em thấy anh này được. Chú thấy được là được sao chú? Thấy hợp với Thảo. Còn hai đứa có hợp hay không thì tự hai đứa với em cũng không biết được. Trời, chú thích. Dạ, nói chào chú Út đi. Chào chú. Nói chuyện gì chú gì đi. Dạ chú trẻ quá. Tại vì ở công ty em mấy người cỡ như chú đây là kêu em bằng chú không. Dạ. Em gái kìa, em gái thấy anh rể tương lai sao em gái? Theo nhận xét của em á, thấy anh cũng được. Em cũng mong là hai người cho nhau cơ hội để mà tiến tới cái cuộc hẹn lâu dài hơn. Rồi em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, kéo màn lên đi cho rồi. Hai người gặp nhau. Chuyện giờ của hai bạn đó. Chúng ta có mấy phút ít ỏi thôi nha, tìm hiểu cho kỹ nha. Chào. Dạ, chào anh ạ. Ở nhà không biết nói gì cả. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn con. Tặng em dạ. Dạ, hồi nãy giờ nghe nói với lại giờ nhìn thì thấy cũng giống như suy nghĩ là chắc hình tượng cũng tựa như em nghĩ à. Dạ. Thấy nụ cười đó phúc hậu không em? Chưa nhận xét được chị. Không gian này có lẽ em không đủ tự tin để thể hiện cho lắm. Nếu có cơ hội thì nó trải nghiệm từ từ có thể đạt hơn. Chứ không gian nào là em thể hiện hết mình? Dạ, không gian nhỏ hẹp hơn tí nha. Nhỏ hẹp hơn hả? Dạ. Tối tăm hơn xíu hả? Dạ, không cần tối lắm à. Mờ mờ thôi hả? Dạ.
Tắt đèn. Dạ, dạ không ơi. Tắt không? Dạ không, nói chung mà. Con cho tắt đèn hết à. Em thích nó vắng vắng. Vắng vắng. Bây giờ thế này, hai bạn này hình như hơi rung quá. Dạ. Hai bạn đứng lên đi. Dạ nào, đứng lên có lẽ rung hơn. Đứng lên, đứng lên. Nào. À, thế này nha, đứng sát bên. Bây giờ chúng tôi tạo điều kiện hẹp hơn. Dạ. Gần hơn. Để hai người cảm nhận nhau. Không nhìn đâu cả, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Mình nói cảm nhận về những gì mà mình suy nghĩ bây giờ, trái tim mình rung động thế nào. Rồi coi như đèn tắt không ai hết trơn. Bắt đầu. Dạ, dạ, có cầm nhẹ được không ạ? Còn cũng được. Cái này là đọt à. Em có cũng thấy như thế nào không? Dạ cũng vậy thôi ạ. À. Cũng thế. Nhìn thẳng vô nhau sao nhìn liếc đâu không vậy? Nhìn vô bạn gái kìa bạn. Em không biết nói gì nhiều nữa nè. Nói em ơi, nhà anh còn hai con bò, anh chia em con, anh con. Em thì qua khi kéo bánh vàng lên thì em thấy anh cũng như tưởng tượng của em là 80%. Thì cũng thấy anh cũng hiền. Dạ. Rồi bạn trai nói đi. Nếu như vậy thì em có chịu đồng ý việc với anh một lần không? Thì Quảng Ngãi thì em chưa Quảng ra Nông, Quảng Nông, Quảng Nông. Nếu được thì em cũng muốn ra ngoài đó thử một lần cho biết. Dạ. Dạ. Rồi, em hết lẽ. Hết thời gian về ghế trời. Hết thời gian em để. Ê, hai người đều nhát hết, không biết thế nào đây, gặp đặt nhau tay vào hai nút người bấm chắc ngồi im lặng luôn quá. Mình nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng chốt lại, trong suy nghĩ các bạn đang nghĩ điều gì, chỉ có trái tim mới biết thôi. Các bạn hãy thể hiện những cái gì bạn suy nghĩ để tay vào nút bấm quyết định. Chúng ta có 3 tiếng đếm để suy nghĩ và quyết định. Nếu cảm thấy thuộc về nhau hãy bấm nút, mà cảm giác không thuộc về nhau chúng ta có quyền không bấm nút. 1 2 3. Hết thời gian. Em bấm rồi mà chị. Em bấm rồi mà chị. Bây giờ là nắm tay. Bây giờ mới là quan trọng, lúc nãy chưa biết có chọn nhau hay không. Nào, hãy đi xem phim với hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Viên uống trắng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Chúc các bạn hạnh phúc nha.